Đại biểu Dương Trung Quốc hôm mùng 2 tháng 11 đề nghị Quốc hội, chính phủ xem vụ Đồng Tâm là bài học kinh nghiệm và chính quyền không nên dùng từ đầu thú khi đối thoại với dân làng. Báo Tuổi Trẻ trích lời ông Dương Trung Quốc trong phiên thảo luận về kinh tế xã hội và ngân sách nói câu chuyện Đồng Tâm là một ví dụ tiêu biểu về cuộc khủng hoảng lòng tin chứ không thuần túy là một vụ án hình sự. Theo video trên YouTube của VTV, nhà sử học Dương Trung Quốc nói những khiếu nại của người dân không được quan tâm xem xét kịp thời để tích tụ lại trở thành hiện tượng tức nước vỡ bờ. Ngoài ra, đại biểu Quốc hội này còn phản đối việc công an Hà Nội dùng từ đầu thú khi kêu gọi những người dân đã bắt giữ lực lượng an ninh ra nộp mình cho chính quyền. Báo Thanh niên dẫn lời nhà sư học nói, tôi nghĩ rằng dùng từ đầu thú là không ổn, chúng ta đã mất đi ngôn ngữ để đối thoại với dân rồi sao? Ngay tại cuối kỳ họp trước của Quốc hội, ông Dương Trung Quốc cho biết đã viết thư gửi tới 7 lãnh đạo cao nhất của Trung ương và Hà Nội về vấn đề đồng tâm, nhưng chỉ có Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hồi đáp thư của ông. Ông nói chúng ta khởi tố những người dân ở Đồng Tâm vi phạm nhưng cho đến nay những cán bộ công an đánh dân, bắt dân không đúng quy định của luật pháp vẫn hoàn toàn đứng ngoài pháp luật. Vào tháng 8, Công an Hà Nội gửi giấy triệu tập hơn 70 người dân xã Đồng Tâm với lý do là để làm rõ về vụ bắt người trái phép và gây dối trật tự công cộng xảy ra ở xã hồi giữa tháng 4. có đảng là có tất cả là nhan đề bài viết của nhà báo Phạm Chí Dũng mà chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị sau đây. Một Facebooker là anh Nam Anh chia sẻ một câu chuyện thật đáng suy ngẫm. Trước khi báo chí thông tin về vụ công an Hà Nội bất ngờ khởi tố người đồng tâm vào ngày 13 tháng 6 năm 2017, anh có đi xe Uber của một tài xế gốc đồng tâm. Anh tài xế đã tự hào kể. Làng em đã đấu tranh thành công buộc ông Trung chủ tịch phải cam kết không khởi tố hình sự dân làng khi được hỏi là vì sao thành công anh tài xế nói vì làng em không theo bọn phản động không tiếp xúc với bọn phản động vẫn treo cờ đỏ sao vàng cờ đảng và sáng chiều đều phát quốc ca không thể phủ nhận rằng đoạn tự bạch là một tin vui cho đảng nhưng lại khiến cho những người đi tiên phong tranh đấu cho dân chủ và nhân quyền có phần thất vọng nẻo đường đưa việt nam đến một trình thể về dân chủ vẫn còn xa vời vợi Nhìn lại thì càng thấm thía nhân dân xã Đồng Tâm tuyệt đối tin tưởng vào chính sách và đường lối của Đảng và Nhà nước. Một trong những khẩu hiệu tiêu biểu mà người dân thôn hoành của xã Đồng Tâm trương lên vào giữa tháng 4 năm 2017. Dù bầu không khí khi đó không khác gì, rào làng chiến đấu và sẵn sàng một mất một còn với chính quyền. Vì sao ngay cả sau khi phải thức trắng đêm vì lệnh khởi tố ngày 13 tháng 6 của công an Hà Nội, ông Lê Đình Kinh, một trong những lãnh đạo của thôn Hoành, vẫn một lòng trung trinh khi trả lời đài BBC. Đến giờ phút này, tôi vẫn tin vào đảng, có đảng là có tất cả. Nhưng nếu cứ tiếp tục để những kẻ tham ô không bị xử lý mà lại đi xử lý người dân tố tham ô, thì đảng có nguy cơ mất quyền lãnh đạo. Tâm lý học nhân dân lại càng trở nên mâu thuẫn khi ông Lê Đình Kinh lại là nạn nhân đã 82 tuổi của một vụ công an hành hung làm gãy xương hông và sau đó còn bắt cóc ông mang về đồn giam giữ. Lại có một thực tế không thể bỏ qua là tại miền Bắc xã hội chủ nghĩa cho đến nay, những cựu binh đã trải qua ba cuộc kháng chiến như ông Kinh vẫn còn hiện diện và vẫn còn ảnh hưởng đối với cộng đồng xung quanh. Ở khu vực cộng đồng làng xã nông thôn, thông thường giới cựu binh sinh hoạt xã hội như nhiều người dân khác nhưng khi có biến, nghĩa là có một vụ đụng độ giữa người dân địa phương với chính quyền mà người dân hoặc là nạn dân của trưng thu đất đai vô lối hoặc là nạn nhân về môi trường, vai trò và ảnh hưởng của những cựu binh lại bất thần xuất hiện. Thậm chí kinh nghiệm tổ chức tác chiến dân vận, binh vận, phòng gian, bảo mật và hậu cần kỹ thuật của họ đã lập tức khiến cộng đồng người dân địa phương từ nguyện tôn họ làm thủ lĩnh của phong trào khởi nghĩa. Trong cuộc cách mạng Thái Bình năm 1997, vai trò dẫn dắt và lãnh đạo như thế nào đã thuộc về giới cựu chiến binh. Cũng là việc dân bắt giữ nhân viên công lực, rào làng, tạm thiết lập chính quyền nhân dân, sau đó phong trào còn lan ra một số tỉnh. Cho tới nay, một số cựu binh như thế vẫn còn rải rác ở các tỉnh miền Bắc và Trung Bộ. Khủng hoảng đồng tâm đã chứng minh một thực tế là ở những địa phương có số đảng viên cao, thậm chí ở những nơi đảng viên chỉ sinh hoạt chiếu lệ hoặc đa phần đã thoái đảng, vẫn chưa có thành phần nào khác có thể thay thế vai trò dẫn dắt định hướng của giới cựu binh nhiều kinh nghiệm và đã quá hiểu những mưu tính và hành vi của đảng. Đó chính là nguồn cơn để những cựu binh đồng tâm đưa ra chủ trương chỉ chống tham nhũng, không chống đảng. Đây cũng là một lá chắn mà những người lãnh đạo của khởi nghĩa đồng tâm hy vọng vẫn giữ được một ranh an toàn, hy vọng đảng vẫn ký nhận truyền thống thường tôn kỷ luật của mình, mà không đến nỗi đối xử càng tàu ráo máng với toàn thể nhân dân đồng tâm. Tâm lý này khác hẳn với đặc thù xã hội học ở các tỉnh miền Trung như là Hà Tĩnh, Nghệ An, những nơi chỉ có ít đảng viên nhưng tập trung số đông người công giáo ngoài đảng. Trong phong trào phản kháng Phomosa, rất nhiều cuộc biểu tình của giáo dân và người dân đã thẳng tay dương biểu ngữ, phản đối đảng Cộng sản, thậm chí đà tháo đảng Cộng sản. Thế nhưng cái hầu của bộ đồng tâm lại là hiện hình phản trắc chưa từng có. Nhân vật từng được báo đảng vinh danh Người Hùng, bản lĩnh Nguyễn Đức Chung sau việc ký bản cam kết và lăn tay trước dân, đã quay ngoắt phủ nhận hành động ấy để mặc cho công an Hà Nội muốn làm gì thì làm. Chùa cha thay, chủ trương ngoài miệng, dân vẫn tin đảng của những cựu binh như ông Lê Đình Kình đã bị thất bại, bị bội phản hoặc gần như thế bởi thói đổi trắng thay đen quá nhanh từ chính những đại diện của đảng. Ngay khi lệnh khởi tố đồng tâm được công an Hà Nội phát ra, không chỉ người dân xã này mà rất nhiều người lo lắng hiện tình đất nước đã choáng váng. Nhưng sau đó là ngạc nhiên, kinh ngạc, tại sao vụ đồng tâm đã được tháo ngòi nổ từ cuối tháng 4 đến nay không có bất kỳ biểu hiện nguy hiểm nào từ phía người đồng tâm, thậm chí đồng tâm còn được báo đảng quảng bá là yên vui và tin đảng. Thanh tra Hà Nội đang tiến hành thanh tra đất đai, lại đang diễn ra kỳ họp quốc hội mà công an lại tung ra một lệnh khởi tố khiến sáo động đời sống người dân, khiến ông Lê Đình Kình phải thốt lên, đồng tâm lại trở thành điểm nóng. Cứ như thể có một bàn tay quyền lực từ bóng tối thò ra khuấy động trở lại vụ đồng tâm, biến người dân nơi đây thành vật hy sinh cho một âm mưu sâu hiểm nào đó. Vài ngày sau đã tràn đầy giả thuyết những giả thuyết không những không hoang đường mà còn gần gũi với thực tế. Ông David Brown, một quan chức ngoại giao Mỹ ở Việt Nam cho VOA Việt ngữ biết rằng, chúng không có gì khó hiểu, nếu bước đi táo bạo của ông Trung có thể đã khiến một số người trong bộ công an không hài lòng và chính vì thế, họ tìm cách khôi phục kỷ cương bằng cách điều tra và truy tố các dân làng. Nói tóm lại, vụ khởi tố này là bằng chứng cho thấy một sự đấu đá ở hậu trường một cư dân hà nội và đặc biệt quan tâm chính sự là giáo sư nguyễn đình cống cũng nêu ra một giả thuyết vài lời với ông hoàng trung hải và nguyễn phú trọng sự việc đồng tâm vừa qua và gần đây các ông biết cả chứ quan điểm của các ông thế nào khi việc này trực tiếp ảnh hưởng đến uy tín của đảng phải chăng các ông làm ngơ kệ cho ông trung và công an hà nội làm gì thì làm không được các ông chủ trương đảng lãnh đạo toàn diện và tuyệt đối trong việc này tôi thấy lờ mờ bóng của các ông đằng sau lưng công an hà nội có thể nào các ông nên có ý kiến công khai để dân còn biết đường xoay sở nhiều người trong nhiều giới khi bàn về lệnh khởi tố đồng tâm cũng xoáy vào nguyên nhân nội bộ cần nhắc lại tình trạng an nguy chính trị của nguyễn đức trung đã râm rang từ khi nổ ra vụ đồng tâm khi đó có dư luận cho biết nếu ông Trung không giải quyết êm vụ này thì ông ta tất phải chịu trách nhiệm về điều hành yếu kém và phải bị thay thế tại Hội nghị Trung ương 5 của đảng diễn ra vào tháng 5 năm 2017. Nhưng cho dù đã phải cúi đầu cam kết với dân, hoàng lộ của Nguyễn Đức Trung vẫn chưa kết thúc. Hình như vẫn âm thầm đâu đó một thế lực chính trị muốn bế ông Trung khỏi cái ghế Chủ tịch Hà Nội ngồn ngồn quyền và lợi. Rất có thể đây chính là nguyên nhân mà đã khiến người dân đồng tâm một lần nữa phải mất ngủ vì sôi sục trong khi lẽ ra chính quyền có thể tạm yên tâm trong không khí hoàn toàn ôn hòa và tạm tin đảng của nông dân thôn hoành. Nói cách khác, lệnh khởi tố đồng tâm đã lộ thẳng thừng một sự thật, đảng chẳng hề quan tâm đến số phận người đồng tâm, nói cách khác, cái đảng ấy cùng lý tưởng của nó đã trở nên quá trừu tượng trong khi vẫn để mặt những đại diện của đảng lợi dụng vụ đồng tâm thành vật mặc cả hoặc sống mái hơn thì có thể tạo ra một vụ khủng hoảng hầu đồng tâm để tranh giành quyền lực và lợi ích vương bá. Cùng với tâm trạng thất thần của người đồng tâm trước lệnh khởi tố ngày 13 tháng 6 của Công an Hà Nội, dư luận xã hội cũng bùng nổ. Một trong những luồng dư luận là nhân dân đồng tâm sẽ sáng mắt sáng lòng sau vụ này. Quả thật, đã có chút cải cách dân chủ từ phía người dân đồng tâm, nếu trong và cả sau cuộc khủng hoảng tháng 4 năm 2017, hầu như không có người nào trong đồng tâm có mối liên hệ đáng kể nào với các tổ chức xã hội dân sự độc lập đấu tranh cho dân oan đất đai và quyền sở hữu tư nhân đất đai cũng không chịu trả lời phỏng vấn và thông tin cho các trang mạng lề dân và báo đài quốc tế, thậm chí chỉ hạn hữu tiếp xúc và trả lời báo chí nhà nước. Thì sau ngày 13 tháng 6, chính đảng viên 56 tuổi đảng, Lê Đình Kình đã lần đầu tiên trả lời phỏng vấn đài BBC Việt Ngữ với độ bức xúc chưa từng có, trong đó ông Kình thẳng miệng gọi Chủ tịch Hà Nội, Ủy viên Trung ương Đảng Nguyễn Đức Trung là phản bội. Dường như người dân và đặc biệt là những đảng viên hưu trí đồng tâm đã bắt đầu nhận ra sự thật về những tổ chức xã hội muốn giúp đỡ họ trong cuộc đấu tranh không mạnh thì chỉ có nước chết này. Trong chiến dịch giao lang chiến đấu, vào tháng 4 năm 2017, đồng tâm đã trở nên mạnh mẽ với tinh thần đồng lòng và được dẫn dắt bởi giới cựu binh vốn đã quá quen với việc xây dựng thế trận nhân dân. Nhưng nếu không có các trang mạng xã hội cùng nhiều tổ chức xã hội dân sự trong nước và ngoài nước, kể cả báo chí quốc tế cũng phải quan tâm và đưa tin liên tục, liệu bộ chính trị, chóp bu của Đảng có chịu xuống nước nhanh đến thế với một bản cam kết không chỉ ký sống mà còn lan tay của Nguyễn Đức Trung? bài học gần nhất là phong trào biểu tình phản kháng phomosa đó là một sự kết nối hoàn hảo giữa phong trào này và mạng xã hội các cộng đồng trong nước và quốc tế thậm chí còn có một chuyến đi châu âu để tố cáo phomosa và quốc tế vận của giám mục nguyễn thái hợp chính quyền việt nam đã không thể che tai bịt mắt trước đó nữa nếu không có mạng xã hội thì liệu những vụ đình đám nội bộ như nguyễn bá thanh phùng quang thanh nợ công nợ xấu sân gôn trong sân bay Tân Sơn Nhất có được Đảng chủ động thông tin cho dư luận xã hội. Hãy cùng suy ngẫm, đồng tâm hiện thời và có thể những đồng tâm khác trong tương lai sẽ mạnh mẽ cứng cỏi hơn, tự bảo vệ mình hiệu quả hơn nếu biết gác lại tư tưởng, lá chắn, có Đảng là có tất cả. Châu Âu ngầm gây áp lực lên Việt Nam. Nhiều đại sứ quán các nước châu Âu tỏ ra hậu thuẫn Đức trong nỗ lực buộc Việt Nam phải xin lỗi vì phá vỡ lòng tin, gây lo ngại về hệ lụy kinh tế với một trong các đối tác thương mại lớn nhất của Hà Nội các phái đoàn ngoại giao của nhiều nước thuộc liên hiệp châu âu eu như pháp thụy điển italia hay bỉ mới đây đã đồng loạt đăng lại một tuyên bố từ trang facebook của cơ quan đại diện ngoại giao của đức ở hà nội trong đó berlin nêu ra một loạt các yêu cầu sau vụ bắt giữ ông trịnh xuân thanh như cam kết không vi phạm pháp luật tương tự trong tương lai nhưng không được việt nam đáp ứng buộc chính phủ của thủ tướng angela merkel tạm dừng mối quan hệ đối tác chiến lược với việt nam cũng như trục xuất thêm một nhà ngoại giao trên Facebook Đại sứ quán Thụy Điển ở Hà Nội hôm 22 tháng 9 đã đăng lại dòng trạng thái này kèm theo bình luận xin trích tuyên bố mạnh mẽ của Đức về mối quan hệ song phương và với vai trò là một thành viên của EU. Thụy Điển ủng hộ những quan ngại hợp pháp của Đức, thúc giục Việt Nam tìm một giải pháp mang tính xây dựng. Bà Victoria Rodin Centrum từ Đại sứ quán Thụy Điển sau đó nói với VOA tiếng Việt rằng là một thành viên của Liên hiệp châu Âu, việc Đại sứ quán Thụy Điển chia sẻ thông tin từ các đại sứ quán EU khác ở Hà Nội là lẽ tự nhiên. Bà nói thêm rằng Thụy Điển là một đối tác và bạn hữu truyền thống vững mạnh của Việt Nam. Và điều quan trọng đối với chúng tôi là khuyến khích chính phủ Việt Nam tìm ra một giải pháp liên quan tới các vấn đề song phương giữa Đức và Việt Nam. Chúng tôi cảm thấy kích lệ vì có một cuộc đối thoại tiếp diễn giữa Việt Nam và Đức, bà Centrum nói. Tới tối ngày 10 tháng 10, cả phía Việt Nam và Đức chưa đưa ra bất cứ thông tin gì về các bước đi tiếp theo sau tuyên bố hôm 22 tháng 9 của Berlin mà chính phủ của bà Angela Merkel khẳng định bảo lưu quyền áp dụng thêm các biện pháp khác. Trong một diễn biến mới nhất trang Facebook của Đại sứ quán Đức hôm 7 tháng 10 đăng toàn văn bài trả lời phỏng vấn tờ Vietnam Investment Review của ông Ufgang Manic, phó đại sứ kiêm tham tán kinh tế Đại sứ quán Đức tại Hà Nội. Tờ báo dường như đã bỏ không in đoạn cuối trong đó ông Manic nói về việc hai chính phủ đối mặt với một cuộc khủng hoảng lòng tin nghiêm trọng xuất phát từ việc Việt Nam vi phạm luật pháp quốc tế và vì thế vi phạm các giá trị cơ bản của châu Âu người phỏng vấn cũng đặt câu hỏi về việc hiệp định thương mại tự do eu việt nam vốn đang trong giai đoạn cuối giả soát pháp lý chuẩn bị hướng tới ký kết và phê chuẩn ảnh hưởng ra sao tới các doanh nghiệp và nhà đầu tư đức ở việt nam động thái trên của các nước châu âu khiến một số nhà quan sát cho rằng nhiều khả năng châu âu cũng sẽ vào cuộc trong vụ trịnh xuân thanh nhất là liên quan tới hiệp định thương mại tự do eu việt nam nhưng tháng trước, báo tuổi trẻ trích lời nghị sĩ Bern Lane, Chủ tịch Ủy ban Thương mại Quốc tế của Nghị viện châu Âu, trả lời báo chí trong nước ở Hà Nội rằng Hiệp định Thương mại Việt Nam-EU không chịu áp lực chính trị nào. Theo thông tin từ Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam, năm 2016, EU là một trong những thị trường nước ngoài quan trọng nhất của Việt Nam. EU xếp thứ hai sau Mỹ. EU cũng là đối tác thương mại lớn thứ ba của Việt Nam sau Trung Quốc và Hoa Kỳ. Phái đoàn này cho rằng khoản thắng dư thương mại liên tục gần 22,9 tỷ đô la mà Việt Nam có được trong giao thương với EU giúp cân bằng đáng kể thâm hụt thương mại khổng lồ của Việt Nam với Trung Quốc và Hàn Quốc và dẫn tới kết quả thặng dư thương mại khoảng 2,68 tỷ đô la nên 2016 đánh dấu một năm nữa mà trong đó Việt Nam có được thặng dư thương mại kỷ lục với EU. Nhân vật được truyền thông trong nước loan tin là ông Lương Duy Hành, người từng giữ chức cục trưởng cục kiểm soát hoạt động bảo vệ môi trường bị Bộ Tài nguyên Môi trường kỷ luật cách chức hồi tháng 6 năm 2017. Lý do bị cách chức vì thiếu trách nhiệm khi làm trưởng đoàn thanh tra dự án Formosa. Thế nhưng trong tháng 7, ông Lương Duy Hanh được Tổng cục Môi trường bổ nhiệm làm phó đoàn thanh tra kiểm tra hệ thống xử lý môi trường tại nhà máy Formosa. Một người dân ở Hà Tĩnh nói với AFA rằng dân chúng địa phương rất phẫn nộ khi nghe được thông tin vừa nêu. Rất là rất là phẫn nộ bởi vì là người lãnh đạo mà không làm tròn cái trách nhiệm của mình nhá là gây thảm họa không phải thiệt hại cho đến tài sản mà còn thiệt hại đến về sức khỏe đời sống của con người nông dài cho nên là sau khi mà mà thấy ông ta trở lại đi về với cái đoàn uh, tham gia tiếp á thì bọn bạc là hoàn toàn không không làm ý, rất là phẫn nộ những con người đó là không đủ khả năng và nói về mặt đạo đức là cũng càng không được nữa đại đã châu tự do ghi nhận không chỉ người dân là nạn nhân của thảm họa formosa phẫn nộ đối với việc thuyên chuyển công tác của hai giới chức chính quyền là ông võ kim cự và ông lương duy hanh mà dư luận trong nước bày tỏ sự bức xúc thậm chí có nhiều người cho rằng rất căm phẫn khi chính phủ thách thức niềm tin của dân chúng trong xử lý hậu quả của thảm họa formosa cũng như điều hành đất nước Chúng tôi nêu vấn đề với nguyên đại biểu quốc hội ông Lê Văn Cuông và được cho biết theo thiện ý của ông thì chính phủ cần lắng nghe phản ứng của dân chúng liên quan việc bổ nhiệm nhân sự này. Ông Lê Văn Cuông chia sẻ. Đối với cái trường hợp này thì cũng có người vì giải thích. là Đây là một cái chuyên gia bên sâu về cái lĩnh vực này cần đi cơ cấu vào để giúp cho đoàn thanh tra về cái chuyên môn thì đấy là cái lý lẽ của những người mà bố trí nhưng mà làm như thế là nó phản cảm cái vấn đề này là chúng tôi thấy là cũng cần phải nghiên cứu để làm thế nào đó tránh những các cái dị nghị làm cho kết quả thanh tra nó không được là khách quan đây là một vấn đề cũng cần phải rút kinh nghiệm để là phục cái tình trạng người đã vi phạm trong một thời gian ngắn lại được tiếp tục sử dụng làm cho người dân là mất tin tưởng. Ông Lê Văn Cuông cũng nhấn mạnh đây là một trong số những trường hợp cá biệt bởi vì chính phủ trong những năm gần đây đã cố gắng hạn chế tình trạng cán bộ có sai phạm và bị kỷ luật mà vẫn giữ nguyên chức vụ hay được thuyên chuyển công tác thậm chí ở những vị trí cao hơn đặc biệt trong bối cảnh đảng cộng sản việt nam lãnh đạo và nhà nước đang nỗ lực thực hiện chấn chỉnh bộ máy và phẩm chất của cán bộ các trường hợp xử lý nhẹ hay dơ cao đánh khẽ được giải quyết một cách nghiêm túc mặc dù vài vị đại biểu quốc hội chúng tôi tiếp xúc có đồng quan điểm với ông lê văn cuông tuy nhiên dư luận cho rằng qua việc bổ nhiệm mới nhất đối với hai cán bộ liên quan trong thảm họa formosa đã phá tan những kết quả đạt được trong chủ trương chấn chỉnh bộ máy chính quyền của Đảng và nhà nước Việt Nam. Nhiều người lên tiếng việc bổ nhiệm này chẳng khác nào là gáo nước lạnh dội vào cái lò lửa chống tham nhũng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mà người đứng đầu Đảng lãnh đạo từng tuyên bố lò nóng lên rồi, củi tươi vào cũng phải cháy. Một số người dân từ Bắc đến Nam nói với AFA, nếu chính quyền Việt Nam không thực tâm giải quyết hậu quả Formosa một cách triệt để, cũng như tiếp tục bắt bớ những tiếng nói bảo vệ môi trường như blogger mẹ nắm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, thì lời hô hào quyết tâm chống tham nhũng của đảng và nhà nước là vô giá trị. Phát biểu bế mạc hội nghị Trung ương 6 hôm 11 tháng 10 tại Hà Nội, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng miêu tả việc kỷ luật ông Nguyễn Xuân Anh, cựu bí thư thành ủy Đà Nẵng, là vừa nghiêm khắc vừa nhân dân. Tuy nhiên, các nhà bình luận nghi ngờ về động cơ, mức độ cũng như tính nhân dân của biện pháp kỷ luật này. Từ Hà Nội, nhà báo độc lập Nguyễn Tường Thụy nhận định. Còn nhân văn hay hình như nào thì tôi nghĩ là không có chuyện nhân văn như có ở đây đâu. Thì dư luận cũng người đang không bao giờ người ta tin về cái chuyện mà uh, mà, mà vấn đề kỷ luật. Người ta đã nghĩ cũng, cũng nghi ngờ. Thế liệu rằng là có phải là ống ấy uh, đốt lò rồi bụi nào cũng cho không? hay là chỉ có chỉ có uh, uh, nó là, đây là vấn đề là phe phái và người ta nghi ngờ rằng là hay là ông chỉ đốt ở củi của xe uh, kia uh, thì ông cho vào lò thôi còn uh, cũng người của ông thì này, nó lại không phải thì, 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 thì lại, lại loại trừ ra thì người ta cũng nhiều người người ta nghi ngờ và bản thân tôi cũng nghi ngờ về động cơ mà gọi là những tiêu diệt tham nhũng chống tham nhũng của ông uh, nguyễn phú trọng các lãnh đạo Việt Nam đã nhiều lần nói đến tính nhân dân trong kỷ luật đảng, mà theo đó, cấp dưới đề nghị lên cấp trên xem xét xử lý kỷ luật theo thẩm quyền, kết hợp chặt chẽ giữa xây và chống, và lấy xây là chính. Trước đó, Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng thông báo ông Nguyễn Xuân Anh, cựu bí thư thành ủy Đà Nẵng, đã có một loạt sai phạm và đề nghị Bộ Chính trị xem xét hình thức kỷ luật. Cuối cùng, hội nghị hôm 6 tháng 10 cách chức bí thư và tước chức quỹ viên Trung ương khóa 12 của ông Xuân Anh vì những khuyết điểm vi phạm rất nghiêm trọng báo việt nam nét trích lời ông trọng nói rằng đa số cán bộ đảng viên đều đồng ý rằng mức kỷ luật ông nguyễn xuân anh vừa nghiêm khắc vừa nhân dân thấu lý đạt tình tâm phục khẩu phục có tác dụng giáo dục cảnh tỉnh cảnh báo ngừa phòng chung rất sâu sắc chúng ta rất nhân dân nhân đạo nhân ái nhân tình không thích thú gì khi phải kỷ luật đồng chí đồng đội của mình nhưng vì sự tiến bộ chung vì để mong nhiều người không mắc sai phạm chúng ta phải kỷ luật kỷ luật một vài người để cứu muôn người Ông Trọng còn khuyên rằng các cán bộ hãy tránh xa những cám dỗ vật chất, tham vọng, tránh đi vào vết xe đổ. Và nếu đã trót ít nhiều nhúng chàm rồi, thì sớm tự giác tự gột rửa. Có ý kiến hoàn ngền như ông Dương Trung Quốc, đại biểu quốc hội nói dưới VOA rằng việc công bố sai phạm của ông Nguyễn Xuân Anh là dấu hiệu tích cực đáng ghi nhận trong cuộc chiến chống tham nhũng. Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV trích lời ông Nguyễn Túc, quỹ viên đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho rằng cán bộ là Ủy viên Trung ương mà tham quyền, lộng quyền, vi phạm nguyên tắc, vi phạm kỷ luật đảng, vi phạm pháp luật thì rất đáng tiếc. Tuy nhiên cũng có người tỏ thái độ dè dạt và nghi ngờ các hình thức kỷ luật này vì theo họ đó là dấu hiệu của một cuộc thanh trừng phe phái trong hàng ngũ lãnh đạo Việt Nam. Chia sẻ ý kiến của nhà báo Tường Thụy, ông Quỳnh Ngọc Trên, một nhà hoạt động dân chủ ở Đà Nẵng, nói dưới VOA rằng ông không tin việc công bố sai phạm của ông Nguyễn Xuân Anh là đấu tranh chống tham nhũng. Như là bất ngờ chỗ là là những cái thông tin về một cái tên một cái thương đô thành phố lớn và cũng đưa cho tất cả báo chí tờ biết thông khai và tất cả báo chí tờ biết về năng về chất thành công nghệ đó từ những cái vụ của cán bộ đảng cấp cao đó, thì người ta nhận biết nói là công bố rộng rãi và thậm chí có những tội nó cũng chả nặng lắm đâu nguyễn xuân anh đâu đâu làm thiệt hại nhiều đó ngoài cái chuyện nhận một hai cái xe nhận cái nhà thì ông xuân anh chưa có tội nhận so với rất nhiều cán bộ của đảng trong một bài viết cho VOA, nhà báo Phạm Chí Dũng ở thành phố Hồ Chí Minh nói, Hội nghị Trung ương 6 cho Ga một quỹ viên trung ương là ông Nguyễn Xuân Anh, người được đồn đoán là thân dưới ông Trần Đại Quang, chủ tịch nước. Nhưng đây rốt cuộc cũng chỉ là diệt rùi. Ông Nguyễn Tường Thụy có cùng nhận định như trên, và chỉ ra rằng ông Trọng chỉ xử lý kỷ luật ở mức cách chức, chứ chưa thu hồi được số tiền thiệt hại do cán bộ tham nhũng làm thất thoát. Đánh thì đánh được anh thôi. Đấy. Còn ông, như ông gọi là như là cũng kiểu như là ông là thăng thì cũng chỉ đến cái cắt được cái chiếc của ông thông, chiếc của ông ban rồi thì có đi đến cảnh sao cả nhưng chưa bao giờ động được đến một cái đồng nào mà để ông làm hại cho dân cho nước với nhìn tỉ nọ nhìn tỉ kia thì tôi thấy cũng chẳng thua hồi được đồng nào cũng chẳng có biện pháp nào kết thúc bài phát biểu tại hội nghị ông Trọng nói từ nay trở đi bất kỳ trường hợp nào mà vi phạm kỷ luật chúng ta phải xử lý nghiêm làm nghiêm từ trên xuống dưới để giữ vững kỷ cương, kỷ luật của đảng. Nhà báo Nguyễn Tường Thụy nói, ông rất nghi ngờ các nỗ lực chống tham nhũng kiểu hô hào của người đứng đầu hàng ngũ lãnh đạo Việt Nam. Bây giờ đặt ra vấn đề là những cái gì của họ làm hại cho chuyện cho nước phải thu hồi từ đầu nào. Đấy, dân người ta quan tâm đến chuyện ấy, chứ còn không có ông này làm đi dây này nghỉ, ông khác làm đi dây này nghỉ, chứ còn nhiều cái chuyện này thì trong cái chuyện này tôi cũng tôi nói thực là tôi cũng đầy rẫy và, và tôi thấy là nó cũng chẳng hiệu quả đâu cả ngay khi hội nghị kết thúc sau 7 ngày làm việc khẩn trương nghiêm túc dân chủ và trách nhiệm nhà báo phạm đông trang ở hà nội bình luận trên facebook như sau quăng cả củi tươi củi khô lẫn thuốc pháo vào đốt lò nhưng củi yên bái củi hải phòng củi thanh hóa hà tĩnh nghệ an rất khó đốt Đại sứ Phạm Sanh Châu từng tự hào là người Việt Nam đầu tiên ra ứng cử trong cuộc đua giành trước Tổng Giám đốc UNESCO, nhưng đã rút lui trước vòng 3 cuộc bầu chọn cho vị trí cao nhất trong Tổ chức Giáo dục Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc. Nhà ngoại giao 56 tuổi hiện là trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao và đặc phái viên của Thủ tướng về các vấn đề UNESCO, là một trong 9 ứng cử viên dự tranh ghế Tổng Giám đốc của tổ chức này nhiệm kỳ 2017-2021. Theo trang web chính thức của UNESCO, đại diện Việt Nam đã rút lui khỏi cuộc đua mà trước đó ông đã trực tiếp vận động tại 30 quốc gia thành viên với lời cam kết sẽ giúp UNESCO đoàn kết hơn trong một bức thư gửi cho chủ tịch hội đồng chấp hành UNESCO Michael Wubs đại sứ phái đoàn thường trực của việt nam tại unesco bà trần thị hoàng mai thông báo với tổ chức của liên hợp quốc rằng chính phủ việt nam quyết định rút ứng viên khỏi cuộc đua trong thư bà mai tái khẳng định cam kết của việt nam sẽ phát triển hơn nữa sự hợp tác với các tổ chức của unesco và với tân tổng giám đốc kế tiếp của tổ chức này VOA không thể liên lạc với Đại sứ Châu để xin bình luận về quyết định của ông. Việc Việt Nam giới thiệu ứng cử viên ra tranh chức Tổng Giám đốc Tổ chức Văn hóa của Liên Hợp Quốc được Hà Nội coi là bước triển khai cụ thể đường lối đối ngoại của Đại hội Đảng lần thứ 12 về chủ động tích cực hội nhập quốc tế. Phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại Paris nói tranh cử góp phần tăng cường vị thế vai trò của Việt Nam trên trường quốc tế và thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương giữa Việt Nam và các quốc gia trên thế giới, nhất là các nước lớn có quan hệ đối tác hợp tác chiến lược, đối tác toàn diện của Việt Nam. Mục tiêu này của Việt Nam vấp phải trở ngại khi cách đây vài tuần Đức tạm đình chỉ quan hệ đối tác chiến lược với Việt Nam sau những căng thẳng kéo dài giữa Berlin và Hà Nội về việc Đức tố cáo mật vụ Việt Nam ở Berlin bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh, cựu lãnh đạo tổng công ty dầu khí Việt Nam PVC trên đất Đức hồi cuối tháng 7. Kể từ đầu tháng 8, một tổ chức có tên là Liên hội Nhân quyền Việt Nam ở Thụy Sĩ đã mở một cuộc vận động toàn cầu, đặc biệt nhắm vào Bộ Ngoại giao và đại sứ hầu hết các nước thành viên Hội đồng ngành Pháp UNESCO để thuyết phục họ bác ứng cử viên của Việt Nam trong cuộc đua vào chức vị cao nhất của tổ chức này. Liên hội Nhân quyền nói Việt Nam không thể nào được bầu vào chức tổng giám đốc UNESCO sau vụ tổ chức bắt cóc người giữa Berlin từ Stuttgart, tiến sĩ Dương Hồng Ân thuộc Diễn đàn Việt Nam 21 của cộng đồng người Việt nói không có cơ sở để khẳng định liệu vụ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh có ảnh hưởng đến việc tranh cử của đại diện Việt Nam hay không, nhưng ông cho biết cộng đồng người Việt không ủng hộ ứng cử viên của Việt Nam vào chức vụ tổng giám đốc UNESCO. Rất nhiều các nước trong thế giới đều biết là chế độ cộng sản Việt Nam hiện nay là một chế độ độc tài, đảng trị và nói về phương diện văn hóa thì chúng tôi nghĩ rằng là không có họ không có đủ khả năng uh, nói chuyện văn hóa với các nước uh, toàn trên toàn thế giới và chính vì thế mà tôi không bàn đến cá nhân của ông uh, của ông ứng cử viên mà tôi chỉ nói là uh, chế độ cộng sản hiện nay không có đủ tư cách không có đủ khả năng uh, nói chuyện về văn hóa đối với uh, toàn cầu thế giới và chính vì thế mà chúng tôi nghĩ rằng là không nên uh, ủng ủng hộ ứng cử viên của Việt Nam vào cái chức vụ tổng giám đốc văn hóa UNESCO. Một số nghị sĩ Đức cũng chỉ trích những hành động vi phạm nhân quyền của Việt Nam sau vụ trịnh Xuân Thanh và vận động các nước thành viên Liên minh châu Âu không ủng hộ Việt Nam trong quá trình đàm phán để ký kết Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-EU. Tại vòng 2 diễn ra hôm 10 tháng 10, đại diện Việt Nam chỉ nhận được 5 phiếu trong tổng số 58 phiếu bầu cho chiếc ghế cao nhất của UNESCO và xếp hạng áp chót cùng với đại diện của Trung Quốc Kian Tang ở vị trí chót bảng sau đại diện Việt Nam và Trung Quốc là đại diện của Liban chỉ đoạt có 2 phiếu. Tại vòng 3 diễn ra vào ngày 11 tháng 10, đại diện của Pháp Audrey Azoulay và Qatar Hamad bin Abdulaziz Akawari cùng dẫn đầu với số phiếu 18 cho mỗi người. Các đại diện khác từ Azerbaijan, Iraq và Guatemala cũng đã rút lui. Nhận định về khó khăn của Việt Nam trong cuộc đua báo thể thao văn hóa của thông tấn xã Việt Nam viết không ít nước đang chờ đợi một ứng cử viên tổng giám đốc từ một nước có nguồn tài chính dồi dào cũng như có khả năng kết nối, huy động, kêu gọi các nguồn vốn nhằm mục đích giải quyết được tình hình khó khăn về mặt tài chính của UNESCO. UNESCO sẽ chính thức thông báo tổng giám đốc mới vào ngày 13 tháng 10. Trong một động thái khác, Bộ Ngoại giao Mỹ vừa tuyên bố Hoa Kỳ sẽ chính thức rút khỏi UNESCO và duy trì với tư cách quan sát viên thay vì là thành viên. Trong lúc Trung Quốc cực lực phản đối một chiến hạm của Mỹ tới gần quần đảo Hoàng Sa, Việt Nam nói mọi nước đều được hưởng quyền tự do giao thông ở Biển Đông. Trung Quốc hôm thứ Tư 11 tháng 10 chính thức phản đối Hoa Kỳ về việc tàu khu trục Chaffee của Hải quân Mỹ hôm thứ Ba 10 tháng 10 đi vào vùng nước gần với các đảo mà Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền thuộc quần đảo Hoàng Sa. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh nói trong cuộc họp báo thường lệ rằng Bắc Kinh đã ngay lập tức phái chiến hạm và chiến đấu cơ tới cảnh báo và xua tàu Mỹ phải ra khỏi khu vực. Trong khi đó, theo trích thuật của truyền thông báo chí Việt Nam, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng tại buổi họp báo thường kỳ hôm thứ năm 12 tháng 10 nói: Với tư cách là quốc gia có chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa và là thành viên công ước liên hợp quốc về luật biển năm 1982 UNCLOS, Việt Nam đã nhiều lần khẳng định lập trường nhất quán của mình. Theo đó, tất cả các quốc gia đều được hưởng quyền tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông, phù hợp với các quy định của luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982. Bà Hằng nói tiếp, Việt Nam hoan nghênh và tiếp tục đề nghị các quốc gia có đóng góp xây dựng và tích cực trên cơ sở luật pháp quốc tế vào việc duy trì hòa bình ổn định và thượng tôn pháp luật trên Biển Đông trước đó bắc kinh nói hành động của chiếc tàu mỹ vi phạm pháp luật trung quốc và luật pháp quốc tế làm tổn hại tới chủ quyền và các lợi ích an ninh của trung quốc trung quốc cương quyết phản đối các viên chức mỹ yêu cầu không nêu tên nói với hãng tin reuters hôm 11 tháng 10 rằng tàu khu trục có tên lửa dẫn đường sapphire đã tiến hành các hoạt động tuần tra thông thường thách thức tuyên bố chủ quyền lãnh hải quá mức gần quần đảo hoàng sa trong đó có các đảo nhỏ các đảo sang hô và các bãi cạn mà trung quốc đang tranh chấp chủ quyền với các nước xung quanh đây là lần tuần tra gần nhất để chống lại những gì mà washington cho là nỗ lực của bắc kinh nhằm hạn chế quyền tự do hàng hải trong khu vực biển chiến lược nhưng động thái này không mang tính khiêu khích như những lần trước đây kể từ khi ông trump nhậm chức hồi đầu năm nay tháng tới ông trump sẽ đi thăm trung quốc trong chuyến công du châu á lần đầu tiên trong tư cách là tổng thống của ông lâu nay ông vẫn gây áp lực đòi trung quốc kiềm tỏa triều tiên Trung Quốc là nước láng giềng và là đối tác thương mại lớn nhất của Triều Tiên. Ngũ giác đài không bình luận trực tiếp về hoạt động tuần tra này, nhưng cho biết Hoa Kỳ đã thực hiện các hoạt động tuần tra tự do hàng hải và sẽ tiếp tục làm như vậy thường xuyên hơn trên Biển Đông. Lễ phim APEC 2017 khai mạc hôm 12 tháng 10 tại thành phố biển Đà Nẵng của Việt Nam, giới thiệu về các nền văn hóa và dân tộc của các thành viên diễn đàn kinh tế Châu Á Thái Bình Dương. Sự kiện sẽ kéo dài đến ngày 17 tháng 10 với mục đích gia tăng hiểu biết lẫn nhau và mở rộng quan hệ kinh tế Châu Á Thái Bình Dương. Có 11 bộ phim được trình chiếu, trong đó có phim mỹ nhân của Việt Nam bên cạnh các phim của Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan, Indonesia, Nga, Chile và Peru tại thủ đô hà nội tuần lễ phim apec cũng được diễn ra từ ngày 11 đến 16 tháng 10 sự kiện được coi là đáng chú ý nhất tại đà nẵng là tuần lễ của các lãnh đạo apec diễn ra từ ngày mùng 6 đến 11 tháng 11 tổng thống mỹ donald trump sẽ tham dự sự kiện này được thành lập năm 1989, Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương bao gồm 21 nền kinh tế xung quanh khu vực này. Việt Nam tham gia diễn đàn vào năm 1998 và đây là lần thứ hai trở thành nước chủ nhà của hội nghị APEC. Lần đầu tiên Việt Nam tổ chức hội nghị thượng đỉnh APEC là vào năm 2006 tại Hà Nội, có sự tham gia của vị Tổng thống Mỹ lúc đó là George W. Bush. Tình trạng mưa lũ nghiêm trọng ở các tỉnh miền Bắc Việt Nam đã làm hàng chục người chết và mất tích. Theo tin từ Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, tính tới ngày 11 tháng 10 ít nhất 37 người chết, 40 người mất tích và 21 người bị thương ở nhiều tỉnh miền Bắc Việt Nam, nhất là tại Hòa Bình, Yên Bái, Sơn La và Thanh Hóa. Cơ quan phụ trách về phòng chống lụt bão này còn cho biết thêm rằng hơn 13.000 hộ dân ở nhiều tỉnh đã phải sơ tán và di rời khỏi các khu vực trũng thấp, có nguy cơ ngập lụt, sạt lở, lũ quét để đến nơi an toàn. Ngoài ra, số nhà bị sập, ngập và hư hỏng tại nhiều tỉnh cũng lên tới 11.000 căn. Trước tình hình lũ lụt nghiêm trọng do áp thấp nhiệt đới gây ra, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc và Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng hôm 12 tháng 10 đã dẫn đầu các đoàn công tác đi chỉ đạo ứng phó mưa lũ tại tỉnh Ninh Bình và Hòa Bình. Trước đó, ông Phúc cũng đã có công điện khẩn chỉ đạo các tỉnh thành đang gánh chịu thiên tai phải triển khai các biện pháp khẩn cấp ứng phó với mưa lũ và đảm bảo an toàn hồ đập. Tỉnh Hòa Bình đã công bố tình trạng khẩn cấp thiên tai do mưa lớn theo ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai. Tại tỉnh này theo báo chí trong nước, trong ngày 11 tháng 10 lần đầu tiên sau 10 năm, hồ thủy điện Hòa Bình đã phải mở tới 8 cửa xả đáy để đảm bảo an toàn hồ chứa. Iran dọa sẽ tấn công các lợi ích và mục tiêu của Mỹ nếu Tổng thống Donald Trump đình chỉ chứng thực thỏa thuận hạt nhân quan trọng mà Washington cùng một số nước khác đã ký với Iran vào năm 2015. Tin đưa rằng ông Trump có thể thông báo quyết định của mình trong những ngày tới. Hãng tin nhà nước của Iran dẫn lời Ngoại trưởng nước này, ông Mohammad Javad Zarif, tuyên bố sẽ có phản ứng mạnh hơn nếu ông Trump cho rằng Tehran không tuân thủ thỏa thuận hạt nhân. Một số người dân ở Iran bày tỏ lo ngại về tác động của việc Mỹ rút khỏi thỏa thuận. Một nhà giáo tên Rashidi cho biết. Vâng, tôi rất lo. Trong những năm gần đây, có các áp lực kinh tế lớn. Nhiều người nói rằng lệnh trừng phạt không là gì cả, nhưng nhiều người thực sự cảm thấy áp lực. Tôi lo lắng.